Chúng ta phải thừa nhận một điều rằng chẳng có ai làm huấn luyện viên mà mong muốn đội tuyển của mình dẫn dắt bị thất bại liên tục để rồi nhận những đồng lương thật sự không xứng đáng, sau đó cuốn khăn gói về nước trong nhục nhã và ê chề. Và ông Philippe Jose cũng không ngoại lệ. Hình như nghe có vẻ bài này có vẻ binh binh ông Jose. Không phải, chúng ta hãy nghe kỹ trước khi vội kết luận. Kính thưa quý vị các bạn, mới đây nhất trên trang Soha có đưa một thông tin liên quan tới một lời nhận định cực kỳ sâu sắc và sắc bén đến từ một cựu doanh thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là ai? Chúng ta hãy cùng xem nha. Chúng ta hãy xem liệu cựu doanh thủ này nhận định như vậy là có chuẩn xác không? Có gì hợp lý và chưa hợp lý? Đội tuyển Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người tên tuổi, chỉ để đủ đội hình. Cái câu đầu tiên mặc dù nó là câu thể nghi vấn, nhưng mà chúng ta thấy nó chỏi với cái lời nhận định của ông Jose cách đây vài hôm chưa. Đội tuyển Việt Nam thiếu sao, tức là thiếu cầu thủ ngôi sao cũng vẫn ổn. Có ổn hay không? Ổn hay không chúng ta hãy xem nè. Cách đây vài hôm thì ông Jose ông lại nói là gì? Huấn luyện viên Jose, đội tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo giỏi. Chết chưa? Hai bên nhận định bắt đầu nó chỏi chỏi rồi, thấy chưa? Nó chỏi chỏi rồi, chúng ta nghe tiếp nè. Không cần gọi người tên tuổi, chỉ để đủ đội hình. Ý là người ta nói là cũng chả cần gọi các cựu binh lên để cho nhìn cho đội hình cho nó hùng hậu làm gì, để các cầu thủ trẻ đá cũng được rồi. Bởi vì ông Jose bây giờ ông ngưng thử nghiệm rồi, biết đâu các cầu thủ trẻ chơi xuất quỷ nhập thần và chúng ta giành chiến thắng trước Indo thì sao? Liệu suy nghĩ như vậy nó có cơ sở không? Chả có cơ sở nào hết. Đó là một sự may rủi. Trước tình hình đội tuyển Việt Nam có thể không gọi được nhiều cầu thủ ngôi sao thầy bác vì vấn nạn chấn thương, cựu doanh thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ủa, có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng, mà tại sao ông Jose ông lại nói là đội tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo giỏi? Xin nhắc lại nữa nha. Ngày 21 và tháng 6 tháng 3 này, tuyển Việt Nam sẽ có liên tiếp 2 trận đấu với Indo và tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ông Jose sẽ bắt đầu hội quân từ 12 tháng 3, bữa nay là ngày 7 tháng 3, chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Hiện tại đang có nhiều ngôi sao bóng đá dính chấn thương như là Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Anh, Hùng Dũng. Hai ngôi sao khác như Hoàng Đức, Tiến Linh có phong độ không tốt. Tiến Linh thì đúng là gần đây không nghe thấy gì. Hoàng Đức thì mới nhận quả bóng vàng. Chắc có lẽ là các cầu thủ này nhà lầu xe hơi vợ đẹp con ngon có đầy đủ rồi, cho nên là cũng muốn dưỡng sức tí xíu hay là sao? Các cầu thủ còn sức trẻ sức khỏe này cố gắng phấn đấu lên để mà đạt vài cái chức nữa đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chứ thỏa mãn sớm quá thì không được. Tuy nhiên, cựu doanh thủ Nguyễn Mạnh Dũng lại nghĩ khác. Anh chia sẻ, với lực lượng đội tuyển Việt Nam bây giờ, thực ra không có những cầu thủ kia cũng chẳng sao. Ủa, có thiệt là cũng không sao không? Nếu không sao thì bây giờ hãy đưa hết đội hình trẻ vào đá để xem thử có sao không là biết. Nhưng mà nhiều người hâm mộ sẽ thấy rằng là chắc chắn thua. Nhưng mà có thể người ta nghĩ khác, người ta nói là thôi lỡ thử nghiệm tới luôn. Và trận gặp Indo tới này, hai trận cứ đã thử nghiệm tiếp tục luôn. Thử nghiệm thoải mái, biết đâu các cầu thủ sẽ có kinh nghiệm để giành chức vô địch AFF Cup thì sao? Nên việc họ gọi lên đội tuyển quốc gia cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Không còn ai nghi, không còn ai thì mới gọi lên cho đủ số lượng quân dự phòng thôi. Thấy chưa? Chết chưa? Như vậy nếu như cái bài này mà các cầu thủ chúng ta nghe được thì liệu họ có còn khát khao không? Gọi họ lên để chỉ để đủ số lượng quân dự bị dự phòng. Và đây là lý do, đây là cái lỗ hổng mà bây giờ phải trách ngược lại ông Philippe Jose. Thế thì ông, mục đích của ông đi qua bên Nhật Bản để gọi là lấy lòng công phượng, rồi ông chụp hình thế này thế kia đi hỏi hai các cầu thủ mục đích để làm gì? Triệu tập họ lên đội tuyển quốc gia. Nhưng mà triệu tập lên rồi có cho họ đá không? Như vậy thì chúng ta thấy đang rất là lủng củng, thấy chưa? Báo chí đưa như thế này thì thử hỏi làm sao, nếu chúng ta là các cầu thủ cựu binh thì chúng ta nghĩ như thế nào? Nên việc họ được gọi lên đội tuyển quốc gia cũng chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, quý vị thấy chưa? Không phải là sự lựa chọn. Không còn ai thì mới gọi lên cho đủ số lượng quân dự phòng thôi. Thôi tiêu rồi, hiểu rồi. Như vậy là hiểu rồi. Các em, các cháu mà huấn luyện viên Jose sử dụng thời gian qua, các bạn ấy cũng phần nào khẳng định được mình rồi, cũng đã làm được công việc tốt, hiệu quả cho đội bóng của họ. Quan trọng nhất là các bạn ấy chơi với tinh thần hết mình
Vì hầu hết là các bạn mới chưa có bất cứ thứ gì trong tay cả. À, cái đoạn mà chưa có bất cứ thứ gì trong tay, mình đánh giá cao cái chỗ này. Một người khi họ đã có quá đầy đủ thì cái sự phấn đấu khát khao của họ không còn. Và mình đánh giá cao ở lời nhận định của cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng ở cái chỗ là các cầu thủ trẻ chưa có gì trong tay, cho nên họ rất có muốn có những gì trong tay: vợ đẹp, con ngon, nhà lầu, xe hơi, danh tiếng, thương hiệu và các hợp đồng quảng cáo, vân vân và vân vân. Các bạn ấy còn phải phấn đấu tranh giành bằng được vị trí trên đội tuyển Việt Nam, mà mới nhất là danh sách để dự giải thôi nhé, chưa nói danh sách đá chính. Với sức trẻ khát khao chiến thắng mà quan trọng nhất lại phù hợp với cách chơi của huấn luyện viên Jose đang muốn xây dựng. Với sức trẻ khát khao chiến thắng mà quan trọng nhất lại phù hợp với cách chơi của huấn luyện viên Jose đang muốn xây dựng. Ủa, liệu có phù hợp thiệt hay không? Làm lại đội tuyển đương nhiên họ sẽ được chọn. Tất nhiên ta hiểu rằng mọi sự thay đổi đều phải có sự trả giá. Nó có thể thành, có thể bại, nhưng ta phải thấy đó là sự thay đổi. Chứ nếu ta chỉ nhìn vào thành tích rồi mong muốn kết quả thắng, đúng là thắng thì ai cũng thích cả. Nhưng cái thắng của chúng ta thấy, nó thắng kiểu nào ấy? Nếu thắng kiểu hên xui thì mãi chỉ đáp ứng được một phần người hâm mộ thích bóng đá thắng thôi. Chặng đường còn dài lắm, chúng ta còn gặp bao nhiêu đối thủ mạnh nữa. Nếu cứ gọi những con người cũ hết động lực lên, họ có thể không đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên Jose. Điều quan trọng nhất không phải là họ bị chấn thương, mà tinh thần khát khao lên đá ở đội tuyển của họ. Có thể một phần nào đó nó vơi dần so với các cầu thủ trẻ. Quý vị nói gì thì nói, chúng ta không thể phủ nhận cái chuyện khi một người đã quá sung sướng, hạnh phúc, giàu có, đầy đủ thì bắt đầu khát khao giảm dần. Nếu cứ gọi những con người cũ hết động lực lên, họ có thể không đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên Jose, mà họ có thể còn phản ứng với cách đổi mới của ổng nữa. Với thái độ ấy, tinh thần ấy, sự khát khao ấy, nó đều không đạt được 100% cùng với phong độ giảm sút. Thế thì làm sao ông Jose chấp nhận được chuyện này? Mình nghĩ rằng chúng ta có thể ghét ông Jose, nhưng mình nghĩ huấn luyện viên cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định như vậy là chuẩn xác. Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam nói thêm rằng mọi thứ ông Jose làm vẫn chỉ là mong muốn để chiến thắng, chứ không vì sở thích cá nhân hay yêu ghét cầu thủ nào. Cái chuyện này thì mình còn hơi nghi vấn, bởi vì ở cấp độ câu lạc bộ Shenzhen ở Qatar thì mình thấy rằng có vẻ để nói ổng không có sở thích cá nhân thì không thuyết phục cho lắm. Cho nên chỗ này mình không đồng tình với cách nhận định của anh Nguyễn Mạnh Dũng cho lắm. Huấn luyện viên Jose gọi ai là phải đáp ứng được các yêu cầu của ông ấy, cũng như về mặt phong độ, chứ chẳng phải ghét bỏ gì đâu. Huấn luyện viên Jose là đi làm thuê cho bóng đá Việt Nam, họ cũng muốn chiến thắng, muốn có cầu thủ tốt để dùng, chứ chẳng ai lại tự bắn vào chân mình. Họ cũng muốn thắng để được lương, được thưởng, được tôn vinh, chứ được gia hạn hợp đồng nữa. Chứ ai lại muốn gọi cầu thủ lên để mà thử nghiệm? Mà cách ông ấy nói về thử nghiệm là mọi người vẫn còn hiểu sai. Đội hình thời gian qua ông Jose sử dụng là khung rồi, chẳng còn thử nghiệm gì đâu. Làm gì có huấn luyện viên nào đá chính thức mới mà vẫn còn thử nghiệm? À, có nghĩa là cái đội hình ông đã đá ở Asian Cup vừa rồi, theo như anh Mạnh Dũng nói là đã là khung rồi. Mà nếu như cái khung đó đưa ra để mà đá với Indo thì quý vị nghĩ chúng ta sẽ thua bao nhiêu bàn? Tới đá giao hữu người ta còn mong thắng nữa là giải. Chúng ta ủng hộ, yêu tuyển thì cần phải nhìn nhận công tâm và cần ủng hộ ông Jose nữa. Tại vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa rồi, đội tuyển Việt Nam cũng không thể có sự góp mặt của nhiều cái tên cộm cán thời ông Park Hang-seo do vấn nạn chấn thương. Nếu như nói hoàn toàn do vấn nạn chấn thương thì người hâm mộ không phục, bởi vì đã có một vài cầu thủ phong độ rất tốt nhưng vẫn không được sử dụng, bởi vì ông cho là không phù hợp với lối chơi. Với đội hình trẻ, chúng ta gặp Indo và phần nào thất thế, thua 0-1 vì penalty khi đối phương có nhiều cầu thủ nhập tịch lại chơi tốt. Khi được hỏi tới đây, đội tuyển Việt Nam liệu có cần làm gì đặc biệt để khắc chế Indo hay không? Cựu danh thủ Mạnh Dũng nói tiếp: chuyện chúng ta gặp Indo mà có kết quả thua sát nút hoặc thế trận kém hơn này kia, luôn luôn có vấn đề về cách nhìn nhận hơi ảo tưởng của một bộ phận giới mộ điệu. Họ cứ nghĩ là chúng ta là anh cả Đông Nam Á, gặp ai cũng phải thắng, rồi Indonesia là cửa dưới với chúng ta. Chỗ này thì anh Mạnh Dũng nói mình nghĩ là có phần đúng, là chúng ta cũng phải nhìn nhận lại nè. Họ cửa dưới thế nào? Ở Đông Nam Á, trừ một số đội như Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor, họ quá yếu thôi, còn tất cả các đội khác đều phải tranh nhau hết.
Tất nhiên nó sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm. Sẽ có những đối thủ có phong độ ổn định, không bị xáo trộn về mặt con người cụ thể, thì ta gặp họ cũng sẽ khó khăn ngay. Và điển hình đó là Indonesia. Còn giống như tại Asian Cup vừa rồi, nếu huấn luyện viên Jose vẫn tiếp tục dùng các con người như thế, ta nhìn sang Indo, họ có thể mạnh lên hoặc yếu đi chứ. Chúng ta cũng vậy, các em trẻ tại Asian Cup 2023 có thể đã mắc lỗi, có những cái chưa nhuần nhuyễn, nhưng có thể tới đây họ lại nhuần nhuyễn thì sao? Nên khi hai đội gặp nhau còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề lắm. Chúng ta không thể khẳng định Indo vẫn sẽ đá tốt như vừa rồi gặp chúng ta ở Asian Cup. Chúng ta cũng không thể khẳng định là các em Việt Nam không tiến bộ. Chỗ này thì mình lại đồng quan điểm với cựu danh thủ Mạnh Dũng. Nhận định như vậy là mình nghĩ cho rằng rất là phù hợp. Nên để nói là chúng ta sẽ làm sao khắc chế Indo sau khi thất thế trước họ tại Asian Cup, thì bản thân ông Jose hẳn đã thấy rồi. Ông ấy đã biết cách làm sao để khắc chế điểm yếu từ các học trò, thấy những điểm mạnh bên Indo mà chúng ta cần phải chặn lại, điểm yếu để khai thác. Ông ấy sẽ có những con người phương án để thực hiện. Chỗ này thì mình không tin lắm, bởi vì mình thấy rằng ông Jose hầu như là không có bài vở gì, không có một chiến thuật gì cho mỗi trận đấu, mà giống như là chỉ có một bài thôi, mà nó rập khuôn từ câu lạc bộ Shenzhen cho tới Qatar và bây giờ bê nghiêng qua Việt Nam. Cho nên riêng cái chỗ này thì mình hơi còn nghi ngờ, trừ khi ông Jose ông thay đổi một cái chiến thuật gì đó trong cái trận đấu với Indo, mà thay đổi không phải là chúng ta thay đổi nhìn chung chung, mà hiệp 1 chiến thuật là ra làm sao, hiệp 2 giả sử bị dẫn bàn thì chiến thuật như thế nào, nó phải rõ ràng cụ thể để người hâm mộ và giới chuyên môn người ta nhìn nhận. Chứ còn ông chỉ ngồi đó rồi chỉ rồi ông phiên dịch ra chỉ cuối cùng bị Indo nó đá thua cho 2-3 trái, thì lúc này mình nghĩ rằng những lời nhận định của cựu danh thủ Mạnh Dũng sẽ bị phản tác dụng. Và có thể nói ông Jose tạt gọc một gáo nước lạnh vào tất cả những người mà đã bảo vệ cho cái quan điểm lối chơi kiểm soát bóng cũng như là trẻ hóa của ông ấy. Như vậy sắp tới đây hai trận đá với Indo có thể nói sẽ khẳng định lại những ai đã chỉ trích phê phán ông Jose. Có thể rồi đây sẽ nhìn nhận lại một tí xíu về ông Jose. Còn những ai ủng hộ cho ông Jose tiếp tục tin tưởng, nếu giả sử hai trận gặp Indo thất bại một cách ê chề, thì chắc có lẽ họ cũng phải nhìn nhận lại và đôi khi xóa bớt những cái gì họ đã quá tin tưởng về ông Jose trên các trang mạng xã hội. Và có thể ông Jose khiến cho họ phải hơi bị ê chề, bẻ mặt. Tóm lại, thắng hay thua thì cũng sẽ có một bộ phận người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoặc là quay lưng lại với ông Jose, hoặc là tiếp tục bảo vệ quan điểm không tin tưởng ông Jose. Chúng ta hãy chờ đợi xem nhé.